Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền Tâm Khanh gửi đến trường ai góp của Top Cần AMU. Khi tham gia các bạn nhận được 1.000 Top Cần, tổng giá trị là 10 đô các bạn. Mỗi một ghép là 300 Top Cần bằng 3 đô. Con này là uy tín 100%. Mình mô tả bằng nút ta. Rồi các bạn join 3 kênh channel của nó các bạn. Các bạn join vô 1, các bạn thoát ra. Join kênh group 2, join kênh channel thứ 4. Rồi 2. Rồi các bạn bấm nút chat nha các bạn. Bạn nước cấp cha. EJ. EJX. EB. Con gọi gửi cho nó các bạn. Rồi các bạn sạch cho các bạn. UG. S. UGSP. Gửi cho nó các bạn. Rồi như vậy là rồi bạn bấm nút ai gấp tắt nha bạn. Ai gấp ta. Rồi join 3 kênh Telegram nữa. Rồi các bạn follow. Các bạn follow Tewer nó và request cho Pinbot nha bạn. Mở Tewer lên. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Mình chờ lót dự án. Rồi các bạn like. Các bạn test nó lại được. Thank you good. Rồi các bạn test lại nâng cái bình luận các bạn. Rồi các bạn thoát ra các bạn. Rồi register. Rồi các bạn đăng ký một cái sàn của nó các bạn. Đăng ký cái sàn nó. Đăng ký cái sàn này nhận 500 AMU các bạn. Đăng ký cái sàn. Rồi các bạn click vào 3 chữ gạch nha các bạn. Tờ giao diện tiếng gì không tờ. Các bạn click vào 3 chữ gạch nha các bạn. Các bạn bấm vào sign up nha. Rồi đầu tiên địa chỉ mail. Password mình che lại nha các bạn. Cái web này nó kêu mình tải app các bạn. Mình không có web nữa. Mình đăng nhập bằng Facebook luôn các bạn. Ba đưa đăng nhập bằng email luôn các bạn. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn không cách không tải app nha các bạn. Các bạn nhấp vô đây các bạn copy cái link này nha các bạn. Rồi các bạn qua bên Google nè. Chọn thoát ra nha các bạn. Các bạn qua bên Google của mình nè. Google Chrome của mình nè. Các bạn chọn vào trang web cho máy tính nha các bạn. Rồi các bạn bắt địa chỉ này vô các bạn.
chứ mình cái kia mình làm miếng tép lắm, tép nắng máy lắm các bạn. Bạn dán vào các bạn. À. Nó các bạn bấm xin up nha các bạn. Có cách chờ hết trơn. Rồi các bạn bấm địa chỉ email. Rồi gì mình cắt bánh quạt hay bỏ nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào account nha các bạn. Chờ đến chút nha các bạn. Rồi, rồi vào mail mình login nha các bạn. Bạn thoát ra đi, các bạn vào mail nè. Cho anh chờ lót chút nha các bạn. Rồi các bạn lít của bao nhiêu gạch vô hộp thư spam các bạn. Rồi nó gửi về hộp thư chính luôn các bạn. Các bạn vào confirm nha các bạn. Rồi các bạn thấy bên đều có link này nè. Các bạn này chọn trong web trên máy tính nha các bạn, nó không hỗ trợ trên máy nha các bạn, trên điện thoại. Delete mail verify. Rồi bạn chọn quốc gia Việt Nam các bạn, phone thì các bạn ghi số điện thoại mình vô các bạn. 32 32 99 31 577 84. Bỏ không đổi không ạ? Bấm submit. Rồi nó gửi cho mình một tới một cái SMS nha các bạn. Các bạn chờ chút nha các bạn. Bốn ba sao chép còn sao chép lại nha các bạn. Bạn bắt dạng không? Rồi bạn bấm submit nha các bạn. Bỏ xuống không rồi. Sai SMS code. Sao chép nữa. 431.
431862 431862. Các bạn không submit nha các bạn. Rồi vậy verify xong. Nó dễ, các bạn qua đây KYC luôn các bạn. KYC thì các bạn chọn hình thức là quốc gia Việt Nam nè. Này chọn passport hoặc là thẻ chứng minh nhân dân nè. Rồi các bạn chụp lên này gì trời. Thử. Thôi cái này để mình hướng dẫn các bạn sau nha các bạn. Giờ mình đảo qua mình làm nhiệm vụ bot đi các bạn. Con này nó đâu có kêu KYC không nha. Nó kêu là mình register. Nó không có kêu mình yêu cầu mình KYC các bạn, nhưng mà mình KYC cho trong gì submit me decision. Rồi các bạn bấm done nha các bạn. À chết. Đập ngay đi. Follow theo word và ghi quyết viên bot, ghi là ghi số anh em theo word các bạn. Mía nhấp lại nhấp hai lần này, không biết được, bấm lại submit đi xanh lên. Phải các bạn. Ghi là file email. Gì khoan để mình tìm cách các bạn. Gỡ hai cái file tệp một lượt. Này nó hỏi mình này, mình bấm done. Lại cái nó gửi là do mình này, mình gửi, giờ mình gửi cái username thay word của mình các bạn. Có đúng không? Win PNNH9 gửi các bạn. Go to continue login you account. Right. Rồi các bạn gửi cái email các bạn. Email đăng ký nãy các bạn. Gửi các bạn. Rồi các bạn gửi địa chỉ với RC20 của mình vô các bạn. Bạn vào với chút wallet nè. Bạn vào ETH nha bạn. Bạn vào ETH nè. Còn sao chép lại nha bạn. Rồi các bạn qua lên con Telegram nè. Các bạn bắt dần nha bạn. Rồi bạn gửi nó nha bạn. Rồi như vậy mình đã nhận được 1.000 tốc cần AMU các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút balance nè. Mình đã nhận được 1.000 AMU nữa nha bạn. Bằng giá trị hiện tại nó là 0.001 các bạn. Rồi các bạn bấm get link nè. Lấy link mình chia sẻ với bạn bè và người thân. Mỗi lượt ghép thì bạn được nhận được 300 AMU. Rồi bạn quýt giao thứ.
bye 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 bye. Giàu à. Thằng máy không biết được mà các bạn chụp màn hình mà dịch ra mà. Du khen này gấp. Chương trình này gấp này sẽ kết thúc, thì mình làm một cái video hướng dẫn các bạn rút tiền các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.